cảm ơn con nhé. Bây giờ chưa thấy tụi mày nó không khùng, nó là chết cha ba rồi. Nó quất con có sinh đứa gái đầu lòng. Nó rất vui, nó 2 tuổi. Nó miền núi Bắc á. Nó quất cái nữa nó sinh một cặp. Như Quỳ trai sinh đôi luôn. Sinh đôi luôn hả? Ừ. Thằng này mới có 2 đứa về mà nó la. Ờ, mới 2 đứa. Thằng kia nó về. Mà có mấy thành phố. Trời ơi con mệt quá. Tao cũng mệt chứ đừng nói tới mày. Mày mày vừa vừa dòng họ nhà tao chứ có ai mày đón nổi gì đấy. Tiếc à. Con hơn ba mà mày hơn, mày ngon lắm. Mày tao chết rồi đó mày. Ở quý công ở bên chỗ bên dưới công ty nó đầu tư từ 67 anh ba. Âm 67 rồi. Dạ. Anh ba ở Mỹ chưa bao giờ có. Hôm vừa rồi có tụi mấy thằng là bạn ở đó là nó bị gan mới có rồi ở Siberia. Đây nó ở bên Florida. Nó anh nói em đó. Giờ đây còn lãnh giờ California bữa nay có tính á. Mấy sự án mới gửi cho trong vô bút cái đấy. Cứ sáng gì tận gì? Ừ, mà không ngờ ở cái chỗ mà Florida mà năm nay nó bão dữ rồi. Trời ơi, Florida nó bão không nói gì mà nó lạnh luôn nữa. Mấy cái vườn trái cây, cây mấy vườn trái cây. Chào chị Mỹ Dung. Quên cả lối bà chị Mỹ Dung ơi. Ăn mày đi nó lại nó trồng với em bảy mấy cái cây rồi nó để dành cho khu đó. Coi nè, đó con người miền Tây uống nè, ghê chưa? Đó anh Lê Văn Bắc quên cả lối về luôn rồi đó. Đó chịu sao nổi. Không mà năm nay Mỹ nó bị thế nào gì đó. Thiên tai. Bên hôm bữa anh rồi anh làm 7 tháng ở thủy điện. Trời ơi má ơi lâu quá anh mặt không có làm âm 24 độ. Tuyết lái xe không thấy đường đi. Chạy có 10 cái số giờ. Có kia nói rồi bắt hơi chắc chết chứ nó thôi thì dáng như là rồi mày sao mà lết rồi đến nhà không chết mẹ rồi. Coi như là đi mà cái đích xe nó sàn, nó sàn rồi. Ủa cái này mình có đặt tên cho nó cái món này không chị? Hay là mình làm mình ăn vậy thôi, mình không có đặt tên gì hết? Không có, nên mình gọi tôm sống thì thôi. Gọi tôm sống rồi mình không đặt tên gì hả? Tôm sống cả mầm. Ăn cái gì mà đồ ăn cái này nhiều kêu là tôm tái. Tôm tái. À, coi như thay vì ăn này mình ăn với, thay vì ăn mù tạt là ăn với cả mầm mới đúng không? Tại vì là người ta ăn mù tạt, còn mình ăn gần mình ăn với cả mầm cho nó cũng có cái mùi ta. Anh thấy chấm này mới mắm ngon á. Đúng rồi. Thì không biết có ngon không mà tự nhiên không chịu về ở lại luôn mới ghê chứ. Chú này chú nhắc thì mình mới đụ nó đi. Đúng không? Nhưng mà chị đó. Nói là chị có thể sắp xếp công việc được tại do anh mới về. Phải về. Đúng rồi phải về. Mất kinh nghiệm mà lần sau xuống đây là không có gì liền. Thì đúng keo, đúng keo tại vì không có nhậu nhẹt, không gì được. Thì bởi vậy. Đâu hết trơn bữa nhậu nhẹt. Vậy mà ba quảng cáo em đang xác định đó. Xác em á. Ba quảng cáo với em anh chịu chơi lắm. Trời ơi không mà chơi anh không chịu vậy chứ. Ừ. Quảng cáo chịu chơi mà không chịu chơi. Ừ. Thiệt chơi lắm mà chơi không chịu. Nói thiệt chứ em ấy chứ hỏi ổng coi riêng cái gì cái rượu là anh uống là no anh nghỉ rồi uống không say. Nó không tin đâu bây giờ em về đó tin đâu rồi bây giờ. Nói tốt nói là không về đâu. Nói em nói được chứ. Em về em biết mà em cũng nói tại anh đúng không? Không tại em. Sao là anh? Em nói là cái lịch làm mới đầu là đi. Em nói là vậy. Không lẽ giờ em phun ra chứ. Người ta chân chất lắm. Đó, chân chất đó. Không mà thiệt, bây mà phải công nhận. Con nói chứ về miền Tây chơi là khỏi suy nghĩ gì hết, thiệt phải công nhận được. Chơi nhưng mà chơi không chịu. À, mang tiếng luôn rồi. Cứu anh Kiều Anh ơi. Bây giờ anh mang tiếng là chịu chơi chơi không chịu rồi là sao? Bây giờ em vô em cứu anh đây. Em quay cho nó bắt con gái ngày đó. Đây con gái nuôi của anh Lê Văn Bắc nè, anh thấy chưa? Cái bà này là tiếng cắt của thế giới luôn á. Nước nào cũng gì đây ngồi ăn thôi. Đó, thấy chưa? Thiệt mà chị Mỹ Dung. Nhậu lên nằm giỏng hết. Giọng là nhậu nằm giỏng hết trơn, cứ để giỏng đây là nhậu ngồi nằm không đó. Mà nước Việt Nam ở nước ngoài nhiều. Bạn tôi là đông lắm, tôi chơi bạn rồi nó dưới bạn. Bạn có biết gì đâu mà tôi. Anh này nha mọi người, giới thiệu anh này là cũng là từng Việt Kiều Mỹ và hiện tại đã về Việt Nam định cư luôn rồi. Về năm 2001. Đúng không anh? Trời hơi bột. À, bởi vì bà không thể dứt ra khỏi cái tình cảm của người miền Tây. Mà đặc biệt là người Vũng Liêm nữa. Đúng không? Nghe cái tỉnh nào mà có chữ Vũng 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 là thấy xong phim rồi. Là bị lầy rồi. À là lầy, là xa lầy, là làm gì mà rút chân ra được nữa. Đó, phải bỏ Mỹ về để ở luôn là biết rồi, thấy không? Trời ơi. Nhóm, ta có mấy người bạn, mấy người. Không phải tự nhờ cái live stream này nè thì về tương lai á là Việt Kiều sẽ về Việt Nam định cư đông nữa. Thôi cảm ơn. Thấy cái nó ham mới về. Ham quá mới về. Nói từ đó đó. Sống ở Nam Định rất khó lắm. Đúng rồi. Không có cửa đâu. Không phải ai cũng được đâu nghe. Đúng vậy. Nè, thấy ai như ổng không? Nhậu có người vưng rượu cho uống, thậm chí mà
Đổ mồ hôi kìa, đổ mồ hôi kìa. Đó, đổ mồ hôi nè, có người lau mồ hôi nè, đó, thấy chưa? Đó, thấy chưa? Đó, có ai được như ổng chưa? Đó, đó, thấy chưa? Họ làm sao mà về được, thấy không? Đó, thấy chưa? Cái kèo như vậy mà hỏi mọi người làm sao mà bỏ mà bỏ miền Tây mà đi về được. Không có, đó, tính gì chịu nổi. Rồi, tiêu đời. Tan nát đời trai ông anh tôi rồi. Hôm nay kể không chết. Rồi. Cứu giá, cứu giá. Cứu giá đi. Cái này chị. Cái này chị kêu 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 ai thử chứ nhất hả? Không ai cứu giá. Chú về đây tôi nói là nhiều chú bao nhiêu thằng này chú đừng lên xe đấy ha. Là kim rồi ra ngoài luôn. Đúng. Bài chế trận này luôn. Cũng không có thằng nào mà ngồi yên. Chưa đâu, phải một chị không? Còn mấy đứa kia nữa. Dạ. Tiêu lợi á. Dạ, bà ăn cũng có hai cái người đó, hai đứa rồi, người nào nó đất trên cái giọng, dằn sát cái giọng cứ ông cái đều đó, cộng đồng nó uống chết. Ôi trời ơi, tao sợ em vợ mình luôn. Mấy đứa không đâm vô đúng rồi. Vui. Mấy đứa sống về đó, là sống về chơi đủ bạn luôn á. Mấy thằng đó hồi xưa, dạ. Bây giờ còn ba thằng, chết hết mẹ hết rừng. Từ từ rất vui mọi người đúng không? Tôi mới gặp tụi nó bên Trường Giang, mới ngày qua kia đi mà. Mới về bởi cái đi ngang nữa chứ. Ở đây đấy, bà anh ăn đi thì uống, trời từ từ uống mà. Phải, chị mới uống. Trời ơi, giờ tới chiều còn uống không chai đó. Vậy? Lát người ta còn chạy anh xe anh nữa chị ơi. Anh lo chuẩn thôi. Này chứ không gom chiếc xe là thôi, chuyến bao đấu tới cùng. Lý cháu đi chân trình bày lên phường. Đó, nghe chưa? Nghe người miền Tây nói chuyện chưa? Đó. Mỏi dữ lắm. Đó. Giờ xuống miền Tây này á, uống không nổi tôi đưa tay lên. Đó. Nói vậy tôi tay đồng hàng, vậy thôi. Chứ uống nổi đưa tay. Còn không giờ nhậu thì người ta cho tài xế chở chở. Ừ. Tài xế đón xe về. Ở đây có xế nè. Được không? Giải quyết. Đây nè, cháu ghế chị xế chứng thừa đây nè. Nó chạy ngày nó xe 4-5 chiếc á. Mình chứ. Thừa luôn đó. Chị sợ nó giam xe, nó không sợ gì. Thì gì không, ý là tài xế em chở, ý là em người cũng như tài xế chở đưa em về. Dạ. Ờ, chứ không phải là em chạy. Bởi nãy giờ nói là em chạy chị đâu cho em uống. Dạ. Lỡ có chuyện gì phạt cái không vậy anh em, ông còn sắp xếp cái tour xuống đây lần nữa mà. Hello. Còn nói anh có xuống không hay là chạy luôn biết xuống. Lần nào là mừng lên đó đi. Tại vì xuống lần này chỉ cắt lên xuống nữa đâu. Không có đâu. Không hứa làm con. Không hứa đâu. Không hứa làm lần này chạy luôn á. Đâu có anh kính. Anh kính quay về. Mai ra chị. Với hai ba đứa nó xuống. Đi một con. Ôi bữa nay ở đi với này. Thấy vô đi rồi nhà nhắn nhắn cho về cho đi trước đi rồi nó đi chơi, chịu đi xuống nhà chơi. Nhà thì hình đồ ca hát rồi. Em đi em ca rồi cho anh nghe. Ba đi ok luôn á, anh ở đây mấy bữa mà đây mấy bữa anh luôn á. Có tin không? Ba nghe gì mà. Ừ. Ủa mà gì cầm mắt anh kỳ vậy? Đó đó. Cầm mắt bản rồi. Ngàn năm thương hoài. Chạy nước miếng rồi chị. Chạy vậy. Lau 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 nước miếng vô mồm cái. Lau miếng hả? Lau miếng. Tao lau luôn. Nói là chạy miếng nghẹt già. Chạy miếng đó. Kẹo kẹo ôm. Chạy nói nha. Ông chú bắt chạy ít còn mấy người coi chạy nhiều. Hôm mày chưa chạy tao chạy rồi đó. Tao chạy trước mày. Mấy người xem like là chạy nhiều. Chú này đó. Thèm quá chạy nhiều. Dạ. Chuẩn bị tinh thần là nhậu với đường bà. Nhậu đường bà không? Dạ mới vui anh. Thật là vui. Bà không có nhậu được. Phụ nữ mà chịu nhậu là vui lắm. Cái bầu không khí trong cái bàn nó khác hẳn liền. Nhậu không vui, nhậu thì ông không có vui. Dạ. Đường bà lộn xộn mới vui. Mà nhậu hoài em thấy sai em. Đúng rồi vậy. Đó. Nhưng mà nói chung là con không thấy đâu mà. Gì nữa? Vịt ôm lá cách. Trời ơi, đặc sản nữa, vịt ôm lá cách. Cú giá, cú giá. Vậy. Cái đầy đầy gắn. Trời ơi, vịt ôm lá cách. Hello Ngọc Sơn, chào anh Bộ, chào Bộ Bình Dũng. Lá cách, lá bầu. Lá bầu. Ừ, rồi lá bầu quý lắm. Rồi liếm liếm mà tay nha. Anh này vịt nó bầu ngon lắm. Bầu mười nơi. Vịt này mà dối lá bầu, nó có chiều à. Ngon lắm. Bầu mình nơi dâu gì. Anh thử anh. Đó, tay nhậu nữa kìa. Lá cách hả? Lá cách với thịt vịt hả chị? Lá bầu, lá bầu. Lá bầu hả? Lá bầu còn hơn lá cách nữa. Mà cái đầu vịt úp có cốc dừa. Ôi. Cái này ăn xong lý lắm nè. Thử coi em thử đi cho biết. Trời ơi. Có đây nè, có nè. Dư rồi, dư. Sao chạy được luôn nè. Sao đè đũa nè, rồi sao đi chiếc tông chiếc tàu vậy? Ủa, lâu, tại vậy á. Nó cũng thứ à, tại biên đấy à. Tối mới mắc rồi. Đâu có, nó nằm đi, con Nhi nó lấy tới cái đuôi. Tối mắc rồi, đũa chiếc này chiếc kia. Ừ.
Trời ơi, giờ trời không biết. Tại vì anh không có phước anh mới thưởng thôi. Tức mình trời là mình ta hận thiệt á. Trời ơi, từ từ tới chiều mà anh lo gì mà gấp không biết nữa. Con ngâm tới 50 lít rượu mà đừng sợ hết rồi. Nó thiệt một người hôm nay là thơ quan hận lắm luôn á. Trời nó hận nó tức. Gì ra đây mình tính lít gì? Đây mình tính can. Đây. À thơ quan cho mọi người xem thử nha. À, là dịch hấp lá bầu. Đây, mở thử nha. Đó dịch bầm ra phải không vậy? Ta cắn chung dịch hấp lá bầu với cốt dừa. Lá bầu đúng, tức là mình bầm thịt ra đúng không? Bầm thịt ra là mình cuốn vô quán lá bầu. Rồi hấp với cốt dừa quất. Ôi trời, cái này sẽ khó ăn quá ta, sao ăn ta. Đáng lẽ hồi nãy anh tính kêu nhỏ em vô nữa đó. Phải không? Anh mà anh không nhậu anh thôi em cho anh nha. Trời ơi. Nhỏ nó tươi xanh luôn á. Ơi. Giờ thử đi. Sao đây anh bác? Không phải đây khổ nha. Kêu làm cái gì đó thì không có. Cái nhậu là nhanh lắm. Nhậu là không có đồng này. Không bỏ. Kêu làm. Ví dụ đây tụi bây vô. Nghèo đi dễ khó về. Thấy nha. Nghèo đi dễ khó về. Kêu nhậu là tụi nó nhậu tiếp dùng. Không, kêu nó nấu ra anh được. Thơm quá ta. Cũng là mưa kìa rồi á, chết cây. Cái này biết em nói sao, mấy ai dũng liêm. Dũng liêm đi dễ có về. Chết tụi nó mưa, gặp ở đây luôn á. Gái về lại có con. Hai con sao á, biết bà hai con sao. Dũng liêm đi dễ có về. Đúng rồi Ngọc Nhân. Có vợ mà gái về lại có con. Không, ngon lắm. Cái này họ làm rất là ngon nha. Nhìn nó vậy thôi. Nhưng mà cắn vô cái là nó mềm. Thịt nó ngọt. Nó thơm. Nó thơm, thơm nó béo béo. Mà cái mùi, đặc biệt cái mùi thơm á, cái mùi dừa của cái lá bí á, cái lá bầu đó, lá bầu á. Nhưng mà ngọt là không phải ngọt được. Đúng rồi, ngọt thật. Có cái lá cách nữa, có hai loại, lá bầu rồi lá cách nữa. Lạ nha, món này lạ nha. Lá cách thì dễ lấy rồi, lá bầu mới khó đó. Tại dây bầu đâu có nhiều đọt đâu. Đúng rồi. Này là chiệt hết đọt ta luôn á. Ồ, cái món này lạ. Lạ, ăn đi, thử. Ngon, 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 ngon. Trời ơi, em nói nghe nè. Không thấy món này đâu nha. Không thấy, ăn không thấy. À. Mồi ngon mà không có rượu á, thì ăn cũng như không mà. Thợ nấu kìa đó, cháo đó. Đây, đó, thợ nấu nè. Hồi nãy thợ nấu này tuyên bố câu xanh giờ nè. Em có thể nhắc lại giùm anh câu hồi nãy mà dưới bếp đó, ở Vĩnh Long. Ủa, chị nói hả, nhưng mà em nói hả? Ở Vĩnh Long, ở đây, tuyên bố gây riêng ở đây là không thiếu thứ gì hết á. Đúng rồi, cái gì cũng có, không thiếu tình. Đó, nghe chưa? Nghe không, cái này là nha, không phải thư quan nói nha. Gái Dũng Liêm là thiếu tình rồi. Đó. Ai chỉ cần bé của mình không với tình đem dưới thôi. Giơ tay lên. Ông nào đăng ký giơ tay lên nhanh. Trời ơi, người nào nói hư á hả? Dũng Liêm á hả? Quê mùa này kia đâu đâu. Đi xuống Dũng Liêm. Quê gì? Đúng rồi. Bị gạt. Nói với người miền Tây á, nhà nhỏ lắm, gì khổ tùm lum tà la. Mà giờ thấy khổ không, nhỏ không? Xuống cái sóc hàng luôn. Không, nhưng mà em nói anh nghe nè. Không, là Dũng Liêm á là chỉ có cái nhà này như vậy thôi chứ không phải là mấy nhà khác không được. Đúng rồi. Nãy họ nói người ta hiểu lầm á, ta nói những người đàn ông vậy giống vậy phải không? Cũng tùy nhà tùy người. Nhưng mà những thằng đó là những thằng chó nó âm binh, cái ba trời hoài là nó Liêm cái nhà này là cái nhà này là nhỏ nhất. Đấy, người ta hiểu lầm, ta nói hả, sao cũng tùy thôi, chứ nhà nào cũng vậy. Dũng Liêm á là toàn là vậy. Nói anh cái tình cảm á, không phải thôi, đồng ý, đồng ý, đúng, thì bác nói là nhìn thấy như vậy, nhưng mà không có, nhưng mà có nhiều thằng á, nó bí tào lao, không phải, nó bí anh biết, nó bí nó làm cha thế nè, nhưng mà không có cửa đâu mấy em. Đúng rồi. Với Dũng Liêm á, không có chỗ nào có con gái đẹp như vậy đâu. Đúng rồi, đồng ý cái này là được nè, nãy giờ cái câu này, đúng rồi. Cái này đồng ý luôn. Phải không anh? Đúng, chính xác, chính xác. Anh Phạm sĩ biết không? Thiệt, em nói thiệt. Cái món đó rất là ngon. Thậm chí mà khi anh ăn vô á, cái hậu ngọt á, nó còn thanh trong cái miệng anh nữa. Nói chung là mình không có nhậu quá, mình có. Để cho con để ta bia cái. Không có bao giờ có nhẹ nào hết. Đúng rồi, phải không? Còn cái này là tôm nha. Tôm. Đúng rồi. Cái này là cải mầm. Tôm sống cải mầm nha chứ. Đó, tôm với lấy cải mầm trộn gỏi. À, tôm sống. Nói ba nghe nè ba. Thấy không? Ba. Này không có nhà. Không có nhậu rồi mà kiếm được món ăn ngon. Tôi đi uống mấy nhiêu nước rồi đó, mà tôi bắt mấy nam mấy nam rồi đó. Lấy nãy rồi lấy. Không ai biết làm mấy. Không, nếu mà anh nói đây, anh chưa uống đi đúng không? Trong lính. Đúng rồi. Anh thử một ly đi, em nhức nách liền. Trong lính. Thôi thử ly ra em. Nhức nách xào lá. Tưởng tượng nha,
cái ruộng này là tận nhà nấu luôn. Nói vậy nè, em xong cái nãy giờ là em trồng nó con có trái xong rồi đầu em đi lấy rồi em đi ngủ rồi một ly một đó cái ruộng ăn sao. Có ai như em không? Ờ. Vừa nhậu vừa nuôi con ngủ thấy không? Ừ, đó, ngon. Ngon thì bước xuống đây. Bây giờ con ngủ không? Ngủ mẹ ngủ trước à? Ừ. Bây giờ em thử đi em, thử đi. Thử là vừa thôi, đừng nhé sao. Ngủ này cũng nhà đó. Thử nấu từ không ngại luôn. Ừ. Em muốn em nghe làm sao? Thế nào? Nghe nấu nghe nó làm tôm à, sao ngày nấu nhà làm luôn á. Sao nghe mùi gái không mà ta? Mùi gái chắc làm đi nữa à. Dạ thôi, nó vô uống ly cho mọi người cho vui. Dạ, xong rồi ăn cái tôm vô mới thấy cái độ. Đúng rồi. Đảm bảo là tụi em muốn không gì nhức đầu. Uống ngủ rất là ngon. Ê, mày nghe ba mà nói chuyện chưa? Nó nói gì vậy? Em uống xong rồi em nhắm mà vô bụng mà nó chết luôn. Làm xong rồi. Anh nói gì vậy ba? Ba nói anh cho Quang anh bổ. Thôi uống xong rồi anh nhắm xong rồi anh chết luôn. Đã hơn nhiều không? Chuyện nghề chết luôn. Sao không có nhiều lời gì đâu. Ba đâu rồi, anh đi ngủ ba đâu rồi. Buồn quá anh bác ơi. Làm sao buồn? Đúng là định mệnh. Nếu vui không? Em lấy xe được không? Nếu mày lấy xe được em cứ chơi đi. Lên xe nằm thì không em phải vậy. Cái gì ngủ đây mà? Cái số đâu để cho nó than thở xíu. Cái bản tính dạy gái nó không có bớt đi được. Đụng bà cú đá rồi lấy chứ. Em nói thường xuyên nhất á, em nói thường xuyên nhất là đụng có thằng nào đó đụng nó trào máu giống chú bên này chưa? Luôn xin bác chú bên này chưa? Anh thử nhất mà không lên mà coi like thôi còn tuyên bố một câu xanh dờn luôn, mắc cái gì không? Mạng này kể như bỏ. Mắc cái này chết cha này, đụng cái này cha bác có bà độ. Hay à. Rồi lớn ba mấy tuổi ba. Tại vì mang tiếng là chống Mỹ chống Pháp. Đúng rồi. Gì lên không gian mạng vũ ngực xưng tên là ghê lắm, gì ba đời nhà tôi chống Mỹ chống Pháp, chống bây giờ hiện tại là tới đời tôi chống lận địa xuyên tạc, có mỗi chống gái chống nổi. Đâu chơi vậy chơi ai? Thấy khổ không anh Nhất? Đúng không? Chống đồ ghê gớm lắm. Nghe mà có phải nữa con cá đem nhung sòm nhất sợ chống cầm. Dữ lắm. Ngồi mà nó không uống mà chống cầm. Sợ nhất cầm nó nhạt. Đang nó móc nó còn cười nữa. Nó móc nó còn cười nữa. Nó móc nó còn cười. Ê à. Nó móc nó còn cười. Chán rồi đó. Chống gậy đó. Mà anh ta lý chồng con hoài vậy. Coi rồi mấy năm về cũng biết cái phong độ nó cái cỡ nào. Trời ơi uống dữ lắm. Trường ơi sao con đang tiếp cha không vậy con? Kìa ba nói con gì không nổi làm sao? Nếu mà con nói không tiếp nổi nó nói ông gì mời tiếp chồng con đang nói buồn để chồng con chắn nền xong đi rồi. À chồng ok ok. Đang đói để chắn nền chứ. Chừng nào con tiếp cha không nổi nói gì mời tiếp phụ con mà gì mời tiếp nha. Nói chứ Nhất là cứu em Nhất rồi. Thôi nha, nãy con đi vô trống á là con lấy cái khăn giấy là con đưa gì mời rồi. Ờ đúng không? Mời biết là đã cảm ơn con đó. Mời không biết là nói là phục vụ cha con đúng không? Mời biết thấy bây giờ ba cứ nhậu đi. Thằng này nó có ý, nó lái được, nó lái được lái anh. Ba, nó đừng nhậu đi. Hồi xưa cái con vợ cùng giải trí với con trăng nhậm trắng luôn. Cho ba đó. Thịt vịt hấp lá bầu, nước cốt dừa. Tất niên rồi mời tụi đó lại hết. Cũng tùy, cũng vì cái cục thịt vịt này. Đâu đang nói đang nói chuyện với tôi. Chồng tôi lấy gan nước ra hoặc cho nó lăn hăng lên nhậu đó. Cầm máy thịt vịt, bây giờ đang cầm thịt này. Khổ ghê. Ý em nói là cũng tùy, cũng vì cũng vì cái cục thịt vịt này mà em phải tự nhiên là giống như người ta nó mất cái gì á. Mất cái gì tự nhiên mất làm phải uống ly rượu. Nhưng mà anh có cảm thấy là rượu ngon không? Ngon. Mà bị gái rượu ngon hơn. Thì nó thiệt với em luôn á, cái rượu này ha, làm nhỏ cháu nãy nhà nấu luôn đó, rồi ngâm rồi tự làm luôn đó. Rồi xong. Muốn thưởng thức sao, cái này là coi như không gì mua, tự rồi về đó cảm xúc là. Cái này là nấu đàng hoàng chứ không phải men thuốc pha luôn, phải nước mật lọ nha. Rồi xong. Anh má chị là uống rượu gốc không á. Má ơi, mai cho con đi chuyển hộ khẩu. Rượu này mà châm lửa vô nướng khô mực là cứ thảy vô là trái là nướng vậy hả? Đi chuyển hộ khẩu luôn đi, nhập hộ khẩu luôn. Ờ, chứ nào mới hả là cái độ nó gắt hả là em châm lửa em dùng vô cái là đốt nướng khô mực luôn á. Quá dữ. Cái này là coi như nhà nhỏ cháu làm hết trơn luôn á. Rượu mạnh không? Nặng. Rượu nặng. Ngon mà rượu này uống không biết đầu. Ý là pha lâu, để lâu rồi nó cảm động. Uống không em tỉnh vậy nó khỏe lắm. Đậm. Không biết đầu gì hết. Người ta uống cái này mà uống nhiều rồi, nào cũng quay mấy bạn tôi qua là cứ đốt vô cái này vô cái có cảm giác thì giống hết. Mất gì hoài, bực cái bệnh này. Rồi với em không có điện thoại nha. Bực mất điện thoại. Cho chị bánh cơm cho bé. Thôi bye bye mọi người nha.
tập trung chuyên môn nhiều đủ rồi, tập trung chuyên môn. Ê, ba thua rồi, gái gà bị gái gà thua. Bye bye. Bye bye.